Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hồng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. À, các bạn thân mến thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo cực kỳ là mới, cực kỳ là ngon nhé. Kèo này kèo nhận coi sàn, đó là cái sàn DeFi Go. À, thì đây là một cái sàn thuộc cái nền tảng DeFi chuỗi chéo đầu tiên à, hệ của 3.0. Ờ thì cái sàn này nó là còn mới cho nên là nó khuyến khích và khuyến mại cho chúng ta khi mà các cái thành viên đăng ký và tham gia thì sẽ nhận được cái quà chào mừng là 20.000 cái đồng token DFT cộng với 10.000 token DFT cho mỗi một lượt giới thiệu bạn giới thiệu thành công nhé. Thì cái sàn này giao dịch với cái mức phần trăm uh, giao dịch hoa hồng cho tất cả các uh, giao dịch ở trên nền tảng là 0%, thu nhập thụ động lên đến 3,67% hàng ngày, trao đổi tài sản tức thì giữa các mạng blockchain. Như vậy đây là một cái sàn tiền à, mua bán các cái à, tiền điện tử và các tiền à, ảo nha các bạn. Rồi ok thì mình sẽ bắt đầu đăng ký để chúng ta nhận miễn phí 20.000 cái đồng token DFT nha các bạn. Các bạn bấm vào bắt đầu cho mình nhỉ. Rồi ở đây thì cái phần tên tài khoản nhé tên tài khoản nhé chứ không phải là tên của bạn nhé các bạn có thể ghi là cái username ấy rồi tiếp theo thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email Rồi, tiếp theo đến mật khẩu nhé các bạn. Mật khẩu thì các bạn là Nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu cho mình. Rồi, sau khi nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu xong thì các bạn bấm đăng ký cho mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã đăng ký tài khoản thành công. Và sau khi đăng ký tài khoản thành công thì bạn sẽ nhận được luôn về ví là 20.000 cái đồng token đã về ví rồi nhé, Các bạn bấm vào đây. Token DeFiGo ở cái phần này thì nó có cái phần gửi tiền này, rút tiền này, ví này, chiến dịch giới thiệu này. Các bạn bấm vào chiến dịch giới thiệu để chúng ta tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng về cái vấn đề mà chiến uh, dịch giới thiệu nhé. Mời bạn bè và kiếm 10.000 cái đồng token DFT cho mỗi một lượt giới thiệu đã đăng ký trên nền tảng của chúng tôi. Để tham gia vào chương trình giới thiệu, hãy sao chép liên kết giới thiệu của bạn và đặt nó ở bất cứ đâu bạn muốn top 10 giới thiệu tham gia tích cực nhất trong chiến dịch giá trị giới thiệu sẽ nhận được tiền bổ sung vào ví của họ dựa trên khoản thanh toán à, chiếc bạc thì đây là như Google nó dịch là giá chiếc bàn vậy vị trí thứ nhất là 5 BNB vị trí thứ hai là 4 BNB vị trí thứ ba là 3 BNB vị trí thứ tư là 2 BNB vị trí thứ năm 1 đồng BNB Thời gian diễn ra chương trình giới thiệu từ mùng 1 tháng 3 năm 2022 đến mùng 1 tháng 6 năm 2022. Như vậy là mùng 1 tháng 6 thì nó sẽ kết thúc. Số lượng giới thiệu của bạn không. Thì các bạn muốn uh, giới thiệu bạn bè thì các bạn bấm vào cái phần sao chép này. Chúng ta sao chép cái liên kết này. Các bạn có thể uh, tích cực chia sẻ trên các cái trang mạng xã hội uh, Facebook, Zalo để chúng ta tuyển Z nhé. Để chúng ta nhận những các cái phần thưởng uh, ở trong này và các bạn sẽ nhận được 10.000 cái đồng token này DFT cho mỗi một người lượt giới thiệu thành công rồi tiếp theo chúng ta sẽ tham khảo các cái phần tiếp theo này phần đổi này ở đây thì chúng ta sẽ đổi các cái tiền ảo tức là chúng ta có cái đồng đồng USDT ở trong sàn này thì chúng ta đổi sang cái đồng các cái đồng coin khác ở trong sàn rồi trao đổi cũng vậy rồi mình sẽ tham khảo thêm cái phần hoán đổi cho các bạn hoán đổi để phi thì cái phần này nó yêu cầu mình là phải kết nối với ví nha các bạn. Nó cũng giống như mấy cái sàn Pan cách swap ấy. Các bạn nào mà đã tham gia cái sàn Pan cách swap và, và PoCoin ấy thì các bạn có thể nắm được cái thì các bạn này có thể hình dung được cái này. Cái phần này là phần mà yêu cầu chúng ta là kết nối với ví này. Để phi đấy swap khác với phần còn lại ở chỗ đây là một sàn giao dịch. Đầu tiên sẽ tính phí hoa hồng tối thiểu 1% chỉ trong các mã thông báo của dự án sẽ được trao đổi. Mỗi sở hữu có ít nhất là một triệu đồng à, dft trên địa chỉ của họ sẽ nhận được các mã thông báo khác nhau à, đây thì là đây là cái phần sở à, swap thì à, các bạn có các cái đồng coi ở trong này thì chúng ta swap thì nó sẽ tức là chúng ta sẽ thể trao đổi kết nối với ví thì chúng ta sẽ bán các cái đồng coi của chúng ta ở trên ví ở trên một cái sàn như thế này nó cũng giống như sàn PoCoin với sàn PancakeSwap à, cách swap nhé thì ở đây nó là một cái sàn mới cho nên là mình cũng khuyên các bạn là chưa lên chúng ta không nên kết nối ví hội và chúng ta sẽ tìm hiểu và một thời gian sau thì mà khi cái dự án của nó thực sự đó là uy tín thì chúng ta mới kết nối ví nhé các bạn rồi các bạn bấm vào đây để chúng ta quay trở lại trang chủ rồi ở cái video này thì mình chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn cách để chúng ta nhận là 20.000 cái đồng token coin sàn À, từ đây uh, okay, là có cái đồng token có tên là DFT à, thì uh, hiện tại thì nó chưa có cái thông tin là rút hay là nít sàn hay là hoán đổi cái đồng uh, DFT này à, tới đây mà khi mà có thông tin mới nhất về cái uh, kèo này thì mình sẽ cập nhật thông tin ở trên kênh uh, kịp thời để cho các bạn nắm được cũng như là các bạn uh, để chúng ta uh, hoán đổi cũng như là chúng ta trao đổi cái đồng token này nhé các bạn rồi ok thì cái video này thì mình xin được dừng tại đây cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé